Giới thiệu với anh em bộ dàn âm thanh gồm âm ly Kenwood KAV6000 và một loa súp hơi Boss 501 sản xuất năm 1985, gồm hai bát 16 và một đôi BMB loa tay công suất 135W. 135W một quả. Âm ly Kenwood gồm công suất là 240W, có thể đánh được một lúc 7 loa. Đây là một âm ly đa kênh. Và nếu như anh em thích thì hãy liên hệ với em Viết Phú. Và bộ này nếu như các bạn ghép thêm một đôi loa lời nữa thì các bạn có thể hát cấu hình hát karaoke rất là ok. Video ngắn gửi thêm em Viết Phú nhá. Nếu mà ai thích thì cứ alo cho em Viết nhá. Viết Phú nhá.